807 Phật thuyết nội tạng Bách Bảo Kinh, khán dịch đời Hậu Hán Tam Tạng, Chi Lâu Ca Sấm, người nước Nguyệt Chi. Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Dược Kỳ. Lúc bấy giờ có 1.200.000 tỳ kheo tăng và Bồ Tát 72.000 cùng vị cùng an tọa. Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật thưa: Nay Bồ Tát trong đại hội này muốn nghe Phật dạy những việc làm để nhập vào phương tiện thiện xảo. Do nhân duyên gì Bồ Tát phân biệt biết việc trong ngoài? Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sĩ Lợi: Ông hãy lắng nghe ta giảng nói. Tuy theo tập tục của thế gian mà giáo hóa, trí Phật không thể lường, kinh pháp không thể tính kể, các hàng A-la-hán, bất chi Phật còn có điều không thể nhận biết, huống chi là người thế gian mà nghe biết được. Những việc làm của người thế gian đều đắm nhiễm, việc làm của chư Phật thì không đắm nhiễm. Chỉ có Phật với Phật mới có thể cùng thấu tỏ, như kinh pháp của Phật đã nói, như tâm trí tuệ ở trong ngoài thân Phật. Nhân duyên gì Phật xuất hiện ở thế gian, do đâu mà phân biệt nhận biết? Tuy ở thế gian nhưng không đắm nhiễm, tất vì thế gian là ánh sáng. Việc thân làm, lời miệng nói, điều ý suy nghĩ tùy theo tập tục của thế gian mà hòa nhập ngay trong việc làm. Việc làm của chư Phật đã làm không ai có thể hơn được, việc làm của chư Phật không ai có thể đuổi kịp. Tùy theo tập tục của thế gian mà hòa nhập, không ai có thể thấu đạt được. Phật vì thương xót chúng sinh trong mười phương nên thị hiện ánh quang minh tùy theo sự ưa thích của thế gian vì họ mà giảng nói kinh pháp. Bồ Tát không từ trên tinh cha huyết mẹ mà sinh ra, do biến hóa mà có thân, ví như huyễn hóa, thì hiện có cha mẹ là thuận theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Hào quang của chư Phật không thể lường được, chiếu sáng khắp mười phương, tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện bảy thước ánh sáng. Phật chưa từng dùng chân đi trên mặt đất, tướng vân nơi bàn chân lại hiện trên lên trên đất, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Phật từ vô số ngàn ức A Tăng Kỳ kiếp đến nay thành tựu Bát Nhã Ba La Mật, từ tập tục của thế gian mà hội nhập thể hiện trẻ sơ sinh. Phật chiếu ánh sáng khắp chúng sinh nơi mười phương ở trong chỗ tối tâm của dâm dục, là tùy theo tập tục của thế gian mà hội nhập, cũng lại thể hiện có vợ con. Bồ Tát lúc sinh ra vừa chạm đất tự nói: Trên trời dưới trời không ai hơn ta, ta sẽ vượt qua mọi người trong mười phương, là tùy theo tập tục của thế gian mà hội nhập, nên cũng lại hỏi đạo. Thái tử lúc ngồi nơi gốc cây ở cõi Diêm Phù Đề, từ đó chịu khổ trong 6 năm, là tùy theo tập tục của thế gian mà hội nhập, thì hiện người tu hành khổ như vậy. Khi Phật sắp thành đạo an tọa một mình nơi gốc cây, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, phóng ra ánh sáng khiến ma biết việc đó. Trí tuệ của Phật thành tựu hết thảy, không ai hơn được. Tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, được thành Phật ngồi an ổn, thì hiện ở thế gian như vậy. Tuy được thành Phật nhưng vì thương xót chúng sinh trong mười phương, nên vì họ giả nói kinh pháp để hóa độ. Phàm Thiên Đế Thích theo Phật cầu sinh thương xót muôn loài, nên khiến Phật giảng nói kinh là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, thì hiện như vậy. Trí tuệ của Phật không có tăng giảm, tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, thì hiện trí tuệ nhiều ít như vậy. Phật cũng không từ đâu đến, cũng không đi về đâu, trụ nơi chân như vốn không. Tùy theo tập tục của thế gian mà hội nhập, nói Phật có ra vào, thì hiện như vậy. Phật không đến không trụ với như hư không, cũng không đến không trụ tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, gọi Phật là trụ, thể hiện như vậy. Chân Phật ví như hoa sen không dính bụi nhơ. Phật rửa chân là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, thể hiện như vậy. Thân Phật như vàng ròng không dính bùn đất. Phật hiện bày việc tắm rửa là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, thể hiện như vậy. Miệng Phật vốn trong sạch ví như hương uất kim, Phật lại dùng hương chi xúc miệng, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập, thì hiện như vậy. Phật chưa từng có lúc đói, vì thương xót chúng sinh trong mười phương mà hiện bày.
có khi đói là tùy theo tập tục đến thế gian để hội nhập thì hiện như vậy. Thân Phật như kim cương trong sạch, không chút câu uế, không đại tiểu tiện, hiện bày là người có đại tiểu tiện, tức tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Thân Phật không có già, suy yếu, chỉ có các đức, phương tiện, nhưng hiện bày thân già yếu là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Thân Phật chưa từng có bệnh mà hiện có bệnh, mời thầy uống thuốc khiến người cho uống được phước vô lượng là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Diệu lực của Phật không gì có thể địch nổi, chỉ dùng một ngón tay là làm chuyển động các cõi Phật trong mười phương, hiện bày ra người gầy ốm mỏi mệt là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Trong khoảng một niệm, Phật có thể bay đến vô số cõi Phật, nhưng hiện bày sự mệt mỏi là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Tâm Phật như huyễn, dùng kinh pháp làm thân, hiện bày người bất định là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật vốn không có sở hữu, theo những điều ưa thích ở đời mà hiện có sở hữu là tùy thuận tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Diệu lực nơi thân Phật là không thể lường tính được, trọn không có đi đứng nằm ngồi, mà hiện bày là người có đi đứng nằm ngồi, tức tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Thân Phật không bao giờ bị lạnh nóng làm động, theo thời có được lạnh nóng ấm mát là tùy thuận tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì như vậy. Phật như hư không, hiện bày làm người luôn mặc áo không lúc nào rời, ví như người nơi cõi Phạm Thiên luôn mặc áo là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì như vậy. Tóc trên đầu Phật chưa từng bị rơi rụng, pháp có tóc là rễ chỉ dạy cho người, cũng không có ai thấy cầm dao cắt tóc bỏ đi là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì như vậy. Phật không khi nào ngồi, thì làm người siêng năng tu hành khổ ngồi trên tảng đá là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Yết hầu của Phật có tướng vị ngon, chưa từng có lúc đói, vì thương xót chúng sinh trong mười phương nên hiện bày có người đem cho những vật thô xấu đều nhận hết là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Phước đức của Phật là không thể cùng tận, cũng không ai hơn được. Phật vào thành khất thực, trở ra với bác không là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Công đức phước báo của Phật là không thể hết, muốn được y tốt đẹp nhất của cõi trời cõi người đều không có thể được, đều có thể được, nhưng mặc y bổ nạp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật muốn được nhà cửa giường đẹp đồ nằm đều, điện đền châu báu nơi cõi trời cõi người đều có thể được, nhưng hiện bày là người thế gian ngồi thiền tư trên nệm cỏ ngoài trời là tùy theo tập tục ở đời đều hòa nhập thì hiện như vậy. Phật vận dụng oai thần thổi nước biển đều khiến cho khô cạn, nhưng thấy trời mưa phải cầm dù che là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Trong một niệm Phật có thể khiến cho ngàn vạn ức các ma không biết nơi Phật, nhưng thể hiện làm người bị ma quấy nhiễu là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật hiểu rõ tất cả kinh pháp hiện có của chư Phật trong mười phương không thể tính kể, nhưng thể hiện làm người hỏi đi hỏi lại là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật vì thương xót chúng sinh nơi mười phương cho nên xuất hiện ở thế gian nhằm giáo hóa độ thoát, lại hiện người cúng dường đạt được phước vô lượng là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật vốn không, nhưng tùy theo sắc tướng mà thế gian ưa thích nên thể hiện thân như vậy là tùy theo tập tục ở đời để hội nhập thể hiện như vậy. Giáo hợp âm thanh sấm chớp trong mười phương làm thành một âm thanh, cũng không thể làm chuyển động một sợi lông nơi Phật, nhưng thể hiện nhập thiền định tam muội ở chỗ không có âm thanh là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Các kinh pháp vốn không có tên, nhưng Phật thể hiện người giảng nói vô số kinh pháp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy.
Dòng tư tưởng của Phật dù chấm dứt hay thường còn cũng không lìa tam muội, nhưng thì hiện làm người giả nói từng ấy kinh pháp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thiền như vậy. Điều thiện ác mà tiền thân Phật đã làm, chẳng những chỉ nơi tiền thân nhận chịu mà hậu thân cũng sẽ nhận chịu. Nhưng Phật thị hiện người ngoài tự làm tự chịu là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thị hiện như vậy. Phật biết thế gian vốn không có người, tất cả vốn không có hình thể. Phật thị hiện độ thoát vô số người là tùy theo tập tục nơi thế gian để hội nhập thị hiện như vậy. Phật biết các kinh pháp vốn không, gốc cũng không thật có, thì hiện người lại có sống chết là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật vốn không có việc đời nay đời sau, Phật thì hiện có việc đời nay đời sau là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Năm ấm sáu trần bốn đại hợp thành một thân vốn không có. Phật thì hiện người ở dục giới sắc giới vô tư tưởng giới là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Vốn không có người quá khứ hiện tại vị lai. Phật thì hiện người sống chết trong năm đường là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật vì hết thảy chỉ rõ sự ngu si đều chấm dứt, nhưng hiện làm người được bố thí là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật biết rõ cội gốc của hết thảy kinh pháp ở quá khứ hiện tại vị lai. Nhưng Phật thì hiện người có thể giảng nói hoặc không thể giảng nói là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Phật nhận biết hết thảy nguồn gốc ngọn sâu xa của các kinh, nhưng Phật phân biệt tự giảng nói từng sự việc là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Lời Phật giảng nói không có sai khác, nhưng pháp tứ đế thì tùy theo chỗ lãnh hội đó mỗi người mà giảng nói, là tùy thuận tập tục nơi thế gian mà hội nhập thiền như vậy. Kế tỳ kheo tăng khó có thể hủy hoại, giả sử có ngàn vạn ức ma đến cùng với các việc ác cũng không thể phá hoại được chúng tỳ kheo tăng. Phật hiện bày người phá hoại tỳ kheo tăng là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thiền như vậy. Kinh pháp vốn không do người học mà cũng không do người không học. Phật thì hiện dạy người học kinh pháp, đây là pháp thọ giới hoặc không thọ giới là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Hoàn toàn rỗng lặng cũng không bị ràng buộc, cũng không thoát khỏi thế gian. Phật thì hiện người độ thoát là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Niết bàn của Phật không có nơi hướng đến, niết bàn của A-la-hán cũng không có nơi hướng đến. Phật dạy nói pháp chỉ dạy cho người là tùy theo tập tục nơi thế gian để hội nhập thì hiện như vậy. Phật nói không có sinh, không có diệt, đó là con đường xuất ly, cũng không có cái được, cũng không có cái mất, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật nói niết bàn ví như đèn hết cháy, không có hình dáng, chỉ có văn tự mà thôi, kinh pháp cũng không ai có thể hủy hoại được, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật biết hết các kinh pháp vốn không có hình tướng. Phật hiện bày người giảng nói kinh pháp rất nhiều là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Tâm của chư Phật đều tự tại không có trở ngại, chưa từng lìa tam muội. Phật thị hiện người giấy khởi niệm là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật chấm dứt các điều ác chỉ có đầy đủ các công đức, nhưng Phật thị hiện người chưa dứt điều ác là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Thân làm, miệng nói, tâm suy nghĩ của Phật luôn cùng với trí tuệ tương ưng, đó là điều căn bản. Nhưng Phật thì hiện người khiến tỳ kheo giả nói pháp, tự mình trở lại muốn nghe là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì như vậy. Sự hiểu biết nơi trí tuệ của Phật là không có giới hạn, quá khứ, hiện tại, vị lai cũng không. Phật thì hiện người giả nói kinh pháp, theo chỗ ưa thích của mỗi người mà nói là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Chư Phật hợp một thân lấy kinh pháp làm thân. Phật hiện người giả nói kinh pháp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật vì hàng bất chư Phật A-la-hán, những người chưa đắc đạo hiện bày sự sống chết đạt được niết bàn là tùy theo tập tục nơi thế gian
và hội nhập thì như vậy. Phật hiện bày vì hàng A-la-hán giải nói đầy đủ kinh pháp. Tuy A-la-hán nhận biết đầy đủ về kinh pháp nhưng không bằng nhất thiết trí, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì như vậy. Trí tuệ của Phật không ai có thể vượt hơn. Tất biết không có quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật thể hiện nhân duyên nói kinh pháp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Có người muốn biết Phật và pháp Phật thì kinh vốn là diền mối để vào, khiến người ấy hiểu rõ Phật là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Bồ Tát cũng không vào trong bụng mẹ, cũng không từ bụng mẹ mà ra. Vì sao? Vì kinh pháp vốn là cảnh giới không gì là không vào. Bồ Tát hiện người vào trong bụng mẹ là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Pháp là không từ đâu sinh ra, kinh pháp cũng không từ đâu sinh ra. Bồ Tát hiện người lúc mới sinh là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Bồ Tát ở trong thai mẹ, trụ nơi định không, cùng thọ nhận một cảnh giới Phật. Bồ Tát thể hiện người mỗi mỗi đều do nhân duyên sinh, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Phật hóa phân thân vô số không thể tính kể, biểu hiện khắp các cõi Phật, nhưng thân Phật cũng không tăng không giảm, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Bồ Tát thường thể hiện là sống không có thời gian chấm dứt, thường an trụ vốn không, không khổ nhọc, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Trí tuệ công đức oai thần của Phật là không thể suy tính. Phật thì hiện người có giới hạn dài ngắn, hơn kém khiến người biết được điều đó là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Kinh pháp vốn là pháp giới không ai có thể vượt qua được, vì quá khứ hiện tại và vị lai đều là không. Phật thì hiện người tôn trọng kinh pháp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Vốn không có sinh cũng không có diệt, kinh vốn là điều kiện để vào pháp giới. Phật thì hiện cảnh giới của người có lúc bị hủy hoại là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Kinh pháp vốn không từ đâu sinh ra, không có hình tướng để trụ. Phật hiện bày kinh pháp là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Quán pháp vốn không, cũng không có chỗ thấy, cũng không có chỗ để nhìn. Phật xem người đều nhận thấy để biết rõ là tùy theo độ tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Các kinh pháp không có người làm ra, cũng không từ đâu mà sinh ra. Phật hiện bày kinh pháp cho con người vốn không từ đâu sinh ra, là đi theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Niết bàn là và không, không có hình tướng, âm thanh cũng không có tên gọi. Phật hiện bày bốn đại hình tướng âm thanh là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Diệu lực của Phật không ai có thể gánh sánh được, cũng không thể suy tính, cũng không có lúc suy giảm, chấm dứt. Phật thì hiện người già suy yếu, cầu người giúp đỡ là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Từ bi của Phật biến hiện khắp, trọn không có lúc nguy nan. Cùng cực Phật hiện bày người si mê, không thể gánh vác việc gì, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Mọi công đức của Phật đều thành tựu đầy đủ. Phật thì hiện ít công đức là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Không từ đâu sinh ra, vốn từ bên trong, cũng không có nơi sinh ra. Phật hiện bày ba môn là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Phật hiện bày gốc ngọn không có ngăn ngại, phước đức không ai có thể hơn được. Phật thì hiện người có bố thí cho người không những được đầy đủ mà còn thể hiện sự không tham lam là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thì hiện như vậy. Người có lòng chí thành thiện ý niệm Phật, Phật liền vì họ hiện thân không có giới hạn. Phật hiện thân hành đạo Bồ Tát là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Phật độ thế người không thể tính kể được, độ hàng A Tăng kỳ người mà không thấy độ một người nào. Vì sao? Vì vốn là không, là tùy theo tập tục nơi thế gian mà hội nhập thể hiện như vậy. Phật giảng nói kinh Trân Bảo Nội Tạng, người nghe không ai là không an ổn, hóa độ vô số ngàn vạn ức như vậy. Vì khóa hiện của Bồ Tát là vì mười phương chúng sinh. Bồ Tát đời đời thực hành kinh giới chưa từng có khi nào phạm,
thực hành như thế nên đạt được trí tuệ của Phật. Nếu có ai thực hành cái này thì mau được thành Phật. Bồ Tát thực hành từ bi, tạo lợi ích khắp mười phương không cùng tận. Người nào thực hành như thế tất mau được thành Phật. Nên người nào nghe kinh này mà lại không phụng hành, oai thần của Phật vòi vọi. Nên người được nghe kinh Pháp thì không ai là không giải thoát. Phật giảng nói kinh rồi, Bồ Tát giáng tụ sẽ lợi. Và các vị Bồ Tát ta đều hoan hỷ, đến trước Phật làm lễ rồi lui ra.